Hello anh chị em, ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp lại nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn cùng một vấn đề, đó là cách cái phòng tránh cho hồ coi của anh chị em khi mà mưa đầu mùa tới. Và mưa đầu mùa thì nó có ảnh hưởng gì tới cái hồ cá của anh chị không? Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. Thì trên kênh của Long thì cũng có một cái video nói về cách xử lý hồ sau mưa như thế nào. Nhưng mà hôm nay thì Long sẽ nói về một cái vấn đề nó sâu hơn, đó là cái việc mà mưa đầu mùa. Như anh chị em biết là Việt Nam mình nó chia hai miền Bắc Nam, và hai miền có hai cái loại khí hậu khác nhau. Miền Bắc thì có mùa xuân hạ thu đông, và miền Nam thì có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Thực tế ra thì nó chỉ có hai cái trạng thái là nắng mưa mà thôi, và thêm ngoài Bắc có thêm tình trạng đó là lạnh mà thôi. Đấy. Thế nên là thường thì như ở video trước, nếu anh chị em xem là Long có nhiều video Long có chia sẻ là thường là chúng ta nên đánh khử khuẩn 6 tháng một lần hoặc 3 tháng một lần để là cho cái hồ coi của mình nó được diệt khuẩn, cũng như cá của mình nó được đánh phòng bệnh. Thế thì với cái mưa đầu mùa cũng vậy, bây giờ nó tầm khoảng độ là tháng 2 dương lịch cũng như tháng 1 âm, chắc là chỉ còn tầm khoảng độ 1-2 tháng nữa thôi, nó sẽ vào mùa hè. Và khi vào mùa hè thì bắt đầu nó sẽ có những cơn mưa đầu mùa. Và mưa đầu mùa thì nó tiềm ẩn cái mối nguy hiểm cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của cá coi. Vì trong cái hàm lượng nước mưa đầu mùa này, cái lượng axit nó rất là lớn. Như anh chị em biết là sau một cái thời gian mùa khô hoặc là sau cái thời gian mùa thu đông chỉ mưa hơi lâm thâm thôi, thì ở trong cái không khí nó tích tụ rất là nhiều cái bụi bẩn trong cái tầng khí quyển. Và khi mưa đầu mùa tới thì nó sẽ cuốn theo những cái bụi bẩn từ không khí, rồi sau đó nó rơi xuống, tiếp theo là nó từ mái tre, rồi từ những cái vách đá ở trong hồ của anh chị, nó đổ xuống hồ, xung quanh cảnh quan hồ của anh chị ấy, nó đổ xuống hồ. Rồi nó cũng cuốn theo những cái vi khuẩn như là vi khuẩn nấm, rồi những cái bệnh khuẩn ăn thân vân vân. Thế thì với những cái anh em mà nuôi cá ở trong nhà có mái tre thì còn tạm ổn, nhưng mà với những anh em mà có hồ ngoài trời ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ của anh chị em. Thì anh chị em biết là với cá coi thì nó rất là nhạy cảm, với nó rất là khó chịu với cái môi trường nước nó bị thay đổi một cách đột biến, dẫn tới là hồ cá của anh chị nó sẽ bị nhanh đục này, nó bị ô nhiễm này, thiếu oxy này. Và nó làm thay đổi cái môi trường sống của cá đi, làm cho cá nó phát bệnh. Và những cái bệnh đó sẽ là những cái bệnh điển hình như là kiểu là ngứa mình này, cạm mình này, rồi nó bị ghẻ lở, nấm này. Và đặc biệt nhất đó là sẽ đỏ mình và nổi gân máu. Đó, đấy là những cái phổ biến nhất mà cá nó sẽ gặp sau cái tình trạng mà cái nước trong hồ nó bị biến đổi. Vì trong nước mưa nó có chứa axit. Đó, thế thì với những cái hồ nhỏ với tất cả mọi các hồ thì biến động lớn nhất đó là cái độ pH nó thay đổi. Và cái độ pH này nó thay đổi một cách nó đột biến. Nó rất dễ bị thay đổi cái độ pH trong hồ. Đó. Cái thứ hai, với những cái hồ nhỏ tầm khoảng độ từ 1 khối tới 3 khối thì lúc này nó sẽ hạn chế cái việc luân chuyển hòa tan axit trong hồ, khiến cho cá bị sốc, giảm sức đề kháng và nó sinh bệnh ra. Đó. Và nếu mà mưa lớn kéo dài hơn nữa ấy, thì cái nhiệt độ nước trong hồ nó sẽ bị thay đổi đột ngột. Đấy, thì lúc này nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ tiêu hóa và cái việc mà cá coi nó hấp thu được cái lượng thức ăn để nó phát triển thì nó kém hơn và dẫn tới bệnh. Và rất là nhiều những bệnh bắt nguồn từ cái hệ tiêu hóa của cá coi mà ra. Đó. Thế thì cái giải pháp nào giúp cho anh chị em có thể là xử lý ngay sau cái việc là gặp cái mưa đầu mùa này, hoặc là các anh chị em phòng tránh trước, thì anh chị em có một cái số lưu ý như thế này và một số cái biện pháp như sau. Thứ nhất là các anh chị em nên căn, nếu như mà best nhất là tầm 6 tháng các anh chị em đánh khử khuẩn hồ một lần, thì các anh chị em căn là trước đầu mùa mưa các anh chị em đánh một lần, và sau đó là đến đầu mùa đông thì các anh chị em đánh một lần nữa khử khuẩn bằng thuốc tím hoặc chloramin T. Long thường là bắt đầu chuẩn bị vào mùa mưa như thế này, Long sẽ đánh khử khuẩn bằng thuốc tím đó, để nó phòng một số cái bệnh như là đỏ mình, rồi bị tưa máu trên vây, cá nó cạo mình. Còn chuẩn bị vào mùa đông ấy, thì ví dụ ngoài Bắc này có mùa đông chẳng hạn, thì lúc đó chuẩn bị vào mùa đông tầm khoảng độ tháng 9, tháng 10 gì đấy, Long sẽ đánh khử khuẩn lần 2 bằng chloramin T để tránh những bệnh như là nấm, nấm mang ấy, rồi thối thân vân vân. Đó, thì cái việc đầu tiên anh chị em có thể căn để đúng cái thời gian đấy thì anh chị em có thể đánh khử khuẩn cho hồ. Đó là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là nếu như trường hợp mưa xảy ra, mùa xảy ra vào trong hồ anh chị ngoài trời, thì việc đầu tiên các anh chị cần làm đó là thay nước sau mưa. Thay khoảng 30%.
Anh chị có thể thay 10% nước mặt và 20% nước đáy nhé. Đó, thì đảm bảo cho cái nguồn nước sạch cho cá và tránh cái tình trạng là cá bị ngứa và cạo mình. Vì sao? Vì khi cá nó bị ngứa cạo mình thì nó có sẽ cạo vào cái thành bể, thậm chí là nó có thể nhảy ra khỏi hồ, và khi đó thì cơ thể nó sẽ bị xước, xước sát, và khi bị xước sát thì cái khuẩn ấy nó sẽ tấn công rất nhanh và khiến cá nó bị những cái bệnh như là nấm rồi bị khuẩn thối thân. Đó. Rồi cái bước thứ hai là các anh chị sau khi thay nước thì các anh chị thêm muối và tăng cường thêm vi sinh, và đặc biệt là có chai đề tốc đấy, anh chị có thể châm vào để xử lý nước ngay. Cái chai đề tốc thì nó giúp cân bằng lại cái độ pH, rồi sau đó là nó khử những cái chất có hại trong hồ, khí độc trong hồ, rồi nó khử khuẩn ức chế rất là tốt trong hồ. Với muối thì nó sẽ giúp giảm stress và khử trùng rất là hiệu quả, vì như anh chị em biết là muối nó là cái khắc tinh của những cái loại nấm vi khuẩn và ký sinh trùng. Nếu anh chị em dùng đúng liều thì nó sẽ giúp cho cá tránh được cái tình trạng đỏ mình cạo mình. Thì anh chị em tăng muối lên 5kg cho một khối. Thì các anh chị em thay nước bao nhiêu thì các anh chị em thêm muối tính theo cái tỷ lệ nước thay như thế. Và với vi sinh ấy, thì lúc này thì anh chị em nên thay vi sinh, dùng vi sinh nước thay vì vi sinh bột. Vì thời tiết nó đang biến động thì vi sinh nước là cái loại vi sinh nó đang còn sống, thì nó vào hồ nó sẽ hoạt động được ngay luôn. Thì anh chị em châm vi sinh nước thì lúc này giúp cho hồ của anh chị nó tăng thêm cái loại vi sinh có lợi và ức chế những cái mầm bệnh có hại đi. Và với việc châm thêm vi sinh cải thiện cái hệ lọc, giúp cho cải thiện cái hệ lọc trong hồ, thì nó giúp là tăng hàm lượng oxy lên, tránh tình trạng nước nó bị đục anh chị em nhé. Đó, tiếp theo là anh chị em điều chỉnh lượng thức ăn. Tốt nhất là trong cái tình trạng mưa gió sau khi thay nước thì anh chị em cho ngừng cho ăn vài hôm để giúp cho cá nó giảm stress và giảm tải cho cái hệ tiêu hóa của cá. Nếu như mà thời tiết này mà anh chị em vẫn cho cố tình cho ăn vào thì cá lúc này nó sẽ bị rối loạn cái hệ tiêu hóa của nó, dẫn đến cái tình trạng là cá nó sẽ bị mắc bệnh. Rồi tiếp theo là cái việc mà anh chị em nên thường xuyên kiểm tra nước, kiểm tra môi trường nước trong cái mùa mưa này, đó là kiểm tra cái độ pH, vì pH là cái thứ dễ biến động nhất và khiến cá nó bị sốc nước nhất đó, và đặc biệt là nó giảm cái sức đề kháng của cá đi, khiến cá nó bị bệnh, chính là cái độ của pH đó. Thế nên anh chị em nên thường xuyên kiểm tra và ứng phó kịp thời để làm sao cái độ pH dao động từ 7.0 đến 7.5, cùng lắm là 8 chấm trong cái mùa mưa này. Đó. Thế Long cũng có chia sẻ chai detox sẽ giúp cho anh chị em rất là nhiều. Ngoài ra thì có những sản phẩm nó tương tự thì Long cũng chưa rõ, nhưng mà từ khi mà ông bạn của Long ở Thái Bình dùng cái chai detox thì nó giúp cho cái độ pH trong hồ, đây như anh chị em thấy trên hình, cái độ pH trong hồ này nó được ổn định hơn rất là nhiều. Trước đó thì anh em tìm đủ mọi cách để giảm độ pH, nó không ổn. Thì sau đó thì mới tìm ra cái đề tốc này thì nó khá ổn, khá hợp lý. Đó. Rồi cái phương pháp bước tiếp theo anh chị em cần làm đó là tăng cái lượng lưu chuyển nước trong hồ lên, từ thác nước trong hệ lọc các anh chị em tăng lên. Ví dụ như là Long có một con Periha 10.000 chẳng hạn, nó sẽ có 3 nấc, đó là nấc 8.000 lít một giờ, 9.000 lít một giờ và 10.000 lít một giờ. Và mới với một cái hồ khối rưỡi như của Long thì Long thường hay chỉ sử dụng là 8.000 lít một giờ thôi. Nhưng mà với cái môi trường trời mưa xong thay nước thì Long tăng cái lượng lưu chuyển nước lên 9.000 hoặc 10.000 lít một giờ để cho nước nó được chảy nhiều hơn, thác nó được đổ xuống hơn và nó tăng thêm cái lượng oxy trong hồ. Ngoài ra anh chị em cũng bổ sung thêm cái máy sủi oxy để cho cái lượng oxy trong hồ nó được tăng cao lên, cái lượng oxy hòa tan trong nước nó cao lên, giúp cho cá nó cảm thấy thoải mái và không bị stress anh chị em nhé. Ok, thì đây là một số những cái chia sẻ của Long về cái cách phòng ngừa nhưng khi những cái cơn mưa đầu mùa đến, mong là sẽ giúp ích cho anh chị em một số kinh nghiệm để anh chị em có thêm những kinh nghiệm để phòng tránh, cũng như là để các anh chị em có cái biện pháp xử lý hồ sau mưa. Ok, rất là cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Có những cái gì thắc mắc muốn trao đổi, muốn chia sẻ, anh chị em có thể inbox. Hẹn gặp lại anh chị em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.